Tường ơi! Tường ơi! Đây 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 đây. Đang sửa cái gì đây? Thế nay xong sớm thế hả? Dạ. Thì nay tôi có đi chợ gì đâu. Sáng tôi sang nhà bác tôi làm thịt vịt ấy mà. Xong là về cái là mua cho bạn cái nồi này. Cái nồi bạn nhờ tôi mua đấy. Thế là vẫn chịu khó đi tìm mua nồi cho tôi à? À, nhà bác tôi bán mà. Xong rồi tôi làm thịt vịt xong cái là tôi tiện thể tôi mua cho bạn một cái đem sang đây luôn đấy. Thế thì hết bao tiền để tôi gửi? Thôi tôi về có việc cái đã, rồi tí nữa đem sang gửi tiền sau cũng được nhá. Tường ơi! Vào đi! Ông dọn nhà đấy à? Ở này! Tôi bảo là để đấy lát nữa tôi sang cơ mà. À, thế thế đã ăn trưa chưa? Chưa, hôm nay ngại lười ăn. Đây này, tôi mới thu hoạch ngô với khoai xong đây, luộc một ít đem sang cho bạn ăn đấy. Vào đây nữa này. Cái gì đây? Hôm qua tôi lên thành phố có tí việc mà mua cho bạn ít quả mà. Mặc thứ trong vừa không? Áo à? Áo sơ mi đấy. Đấy, mặc thử vào trong có vừa không nào? Ủa, thế này có cả quà nữa cả. Đi thành phố thì phải có quà chứ. Để tôi thử xem nào. Này, nhìn màu này nó sạch phết đấy. Ừ, hợp bạn mà. Bạn hay mặc cái kiểu này tôi biết mà. Trời ơi, vừa in luôn chứ còn gì nữa. Ở đứng đứng lên xem nào, đứng lên xem nào. Đấy, vừa khít luôn chứ lệ. Ủa, thôi đẹp luôn đấy chứ. Ừ, đẹp đẹp nha. Tay cái. Trời ơi. À này, cái gì? Tôi gửi tiền hồi sáng cái nồi của bạn mua hồi đấy. À này, cầm lấy của tôi cái. Rồi rồi. Mà bạn nấu cái gì dưới bếp mà sao thơm thế? Này tôi mua được con chấm đen đang kho đấy. À, kho được mười mấy tiếng rồi đấy. À này, cứ về đi nha. Lát nữa tôi mang sang cho. Rồi, ok ok. Thế tôi về nhá. Ừ, về đi.
Tú ơi, Tú ơi, ra bảo này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi rồi, bạn đem cá cho tôi đây à? Này, cá kho của bạn đấy. Úi rồi, nhìn cái miếng cá này chắc phải kho lâu lắm rồi đấy nhỉ? Từ lúc mà bạn mang cái nồi sang là cũng 12 tiếng rồi đấy. Ừ. Thêm một tí nữa thôi là thành cá kho làng Vũ Đại rồi đấy nhá. Cá kho làng Vũ Đại có phải là kho đủ tiếng đâu? Mà nó có tên như thế là do người ở đấy người ta kho à? Ừ. Thôi rồi, tôi kho nhiều lắm nên là gan đi nha. Rồi, hết rồi sang lấy tiếp. Rồi ok, thế bạn về nhá. Bác này cảm ơn bạn đấy, quá tuyệt vời luôn. Ăn hết đi nhá. Ok bạn ơi, thế bạn về nhá. Ừ. Đánh sang chơi tôi nhá.